trước họa xâm lăng đến ngày càng gần, là người phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng, Thái hậu Dương Vân Nga nhận thấy rõ chỉ có thập đạo tướng quân Lê Hoàn là người có khả năng giải quyết tình hình nghiêm trọng của đất nước. Từ đây, bà đã đưa ra một quyết định quan trọng có ảnh hưởng lớn tới lịch sử dân tộc. Mọi người ơi, cái gì thế? Cái này hay đấy. Cáo thị gì đấy? Đọc đi. Đọc xem nào. Cái gì thế nhỉ? Cái gì thế? Cáo thị đấy. Đây là cáo thị chiêu quân của thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Giặc Tống lại sắp xâm lược nước ta rồi. Phải góp sức cùng triều đình, chuẩn bị đi chiến đấu thôi. Phải góp sức thôi. Ừ, dạ dạ, có hai đứa con trai. Giờ chúng cũng xung quân hết rồi. Có tướng quân Lê Hoàn thống lĩnh đại binh, mọi người đều theo về cả. Cụ nói phải. Tướng quân Lê Hoàn là người tài năng, chí dũng, nhất định sẽ bảo vệ được đất nước. Vận mệnh đất nước bây giờ chỉ có thể trông cậy vào thập đạo tướng quân Lê Hoàn thôi. Chúng ta hãy về thôi. Ta còn muốn đến nơi luyện quân của tướng quân Lê Hoàn nữa. Ta biết mình phải làm gì rồi. Khấu kiến Thái hậu. Thái hậu, sao người lại tới đây? Ta muốn tới thăm binh lính. Tướng quân có thể đưa ta đi xem xét quân sĩ luyện binh được không? Thần tuân lệnh. Thái hậu, quân Tống đã kéo quân đến gần biên giới rồi. Tình hình vô cùng nguy cấp. Mai này quân địch kéo sang, thần xin tự thân mình đốc xuất việc phòng bị và chống cự. Dù có chuyện gì xảy ra, dù Lê Hoàn có phải bỏ mạng nơi xa trường, Lê Hoàn cũng quyết bảo vệ Giang Sơn, bảo vệ bệ hạ, bảo vệ Thái hậu. Từ lâu ta đã biết Khanh là vị tướng rất thương yêu binh sĩ, nên quân sĩ một lòng tin tưởng, quyết sống chết cùng tướng quân. Có tướng quân lo việc binh, ta hoàn toàn yên tâm. Tạ ơn Thái hậu. Có bậc đại thần trung chính như tướng quân, quả là phúc cho bệ hạ. Bệ hạ còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng để đảm đương gánh nặng Giang Sơn. Bây giờ chỉ có Khanh là người duy nhất có thể làm chủ tình hình đất nước. Lê Hoàn, ta rất tin tưởng tướng quân. Tướng quân biết chứ? Thần đã được giao việc phò vua giúp nước thì cũng sẽ hết lòng hết sức, không ngại khó khăn. Vậy thì Khanh hãy thay bệ hạ lên nắm ngôi cao, dốc lòng cùng binh sĩ đánh đuổi giặc Tống ra khỏi bờ cõi. Sau đó nối tiếp nền tự chủ họ Đinh, xây dựng một đất nước Đại Cổ Việt độc lập, hùng cường. Xin Thái hậu đừng nói như vậy. Lê Hoàn quyết không thể làm vậy. Tại sao lại không được? Nếu dân chúng và binh sĩ đều nhất loạt tôn Lê Hoàn lên làm vua, Khanh sẽ vì dân chúng mà gánh vác Giang Sơn chứ? Chuyện này Thần quyết định tôn Lê Hoàn lên làm vua của Thái hậu Dương Vân Nga mang ý nghĩa to lớn đối với vận mệnh dân tộc, phù hợp với yêu cầu của lịch sử thời bấy giờ. Triều đình nhà Đinh cùng toàn thể binh sĩ có đồng tình với quyết định này của Thái hậu và nhất tâm đồng lòng cùng Lê Hoàn đánh đuổi giặc Tống ra khỏi bờ cõi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tập tiếp theo.